Trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Tổng thống Biden nói lãnh đạo nhiều nước sợ ông Trump tái đắc cử. Ông Trump cáo buộc anh can thiệp trắng trợn bầu cử tổng thống Mỹ. Bà Kamala Harris lo ông Trump tuyên bố thắng cử quá sớm. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công kích người tiền nhiệm khi nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới lo sợ về những điều ông Donald Trump có thể gây ra với nền dân chủ toàn thế giới nếu trở lại Nhà Trắng. Ông Biden nói và nhấn mạnh đến chuyến thăm Đức của ông tuần trước rằng: "Trong mọi cuộc gặp quốc tế mà tôi dự, họ đều kéo tôi ra một bên và nói: 'Này Joe, ông ta không thể thắng, nền dân chủ đang bị đe dọa'". Ông Biden hỏi: "Nếu Mỹ quay lưng, ai sẽ dẫn dắt thế giới? Ai? Hãy cho tôi tên một quốc gia." những bình luận này được ông biden đưa ra trong bài phát biểu về chăm sóc sức khỏe tại new hampshire sau bài phát biểu tổng thống biden đến một văn phòng hỗ trợ tranh cử để ủng hộ các ứng cử viên đảng dân chủ của new hampshire và tiếp tục chỉ trích ông trump có lúc tổng thống đương nhiệm còn nói chúng ta phải nhốt ông ta lại nhắc lại khẩu hiệu này tổng thống biden nhận được tràng pháo tay từ những người có mặt trong phòng chiến dịch tranh cử nhưng ông nhanh chóng nói thêm hãy nhốt ông ta lại về mặt chính trị hãy đẩy ông ta ra ngoài đó là những gì chúng ta phải làm." Caroline Levitt, người phát ngôn đội hỗ trợ tranh cử của ông Trump cho rằng, "Ông Biden vừa thừa nhận sự thật, ông ấy và bà Kamala đã lên kế hoạch từ đầu để đàn áp đối thủ của họ vì không thể đánh bại ông Trump một cách công bằng và sòng phẳng." Ông Biden không nhắc nhiều đến bà Harris trong các phát biểu dịp này, dù có lúc ông nhấn mạnh bà Harris được một số thành viên Đảng Cộng hòa cấp cao ủng hộ, trong đó có cựu hạ nghị sĩ Liz Cheney, con gái của cựu phó tổng thống Dick Cheney và từng là nhân vật số 3 của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Tổng thống Biden cũng chỉ trích việc ông Trump tự hào vì là bạn của tổng thống Nga Vladimir Putin và nói đùa rằng ông Trump tin vào báo chí tự do như thể tôi tin rằng mình có thể leo lên đỉnh Everest. Ông Biden cho rằng ông Trump và những người ủng hộ phong trào đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại có thái độ phản dân chủ đối với hiến pháp và hầu như không tôn trọng. Ông Biden đến thủ phủ Concord của New Hampshire cùng với thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders, người mà ông đã đánh bại trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ năm 2020. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đệ đơn cáo buộc công đảng Anh can thiệp trắng trợn vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ qua việc hỗ trợ chiến dịch tranh cử của phó tổng thống Kamala Harris. Theo Sky News, trong đơn khiếu nại được gửi đến Ủy ban bầu cử Liên bang Mỹ, viết tắt là FEC, chiến dịch tranh cử của ông Trump tuyên bố đã có sự can thiệp thông qua các hình thức đóng góp bất hợp pháp trắng trợn của công dân nước ngoài do công đảng Anh tiến hành được chấp nhận bởi chiến dịch tranh cử của phó tổng thống Harris. Trích dẫn một ghi nhận từ báo Washington Post, đơn khiếu nại cho hay, giới chức cấp cao của hai chính đảng đã có nhiều buổi gặp mặt riêng tư và trao đổi thông tin với nhau trước thềm ngày bầu cử ở Mỹ. Tờ báo có viết, các chiến lược gia có mối quan hệ với công đảng Anh đã đưa ra lời khuyên cho bà Kamala Harris về cách giành lại sự ủng hộ của những cử tri bất mãn và thực hiện một chiến dịch giành chiến thắng từ phe trung tả. Bên cạnh đó, đơn khiếu nại còn tiết lộ một bài đăng bị xóa được cho là của Sophia Patel, người đứng đầu bộ phận hoạt động của công đảng Anh trên mạng xã hội LinkedIn vào tuần trước. Bài đăng tuyên bố gần 100 quan chức của đảng này đang trên đường vượt Đại Tây Dương để vận động cho Đảng Dân Chủ Mỹ tại 10 địa điểm giải rác ở các tiểu bang chiến địa trọng yếu trước ngày 5 tháng 11. Ông Gary Lokoski, luật sư cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump cho biết trong đơn khiếu nại. Không ở đâu xa, những ai muốn truy tìm sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng ta có thể phát hiện nó ngay tại bài đăng trên LinkedIn. Sự can thiệp đang diễn ra ngay trước mắt. Ông Lokoski cũng yêu cầu FEC mở cuộc điều tra ngay lập tức về vấn đề này. Phía công đảng Anh và Phó Tổng thống Kamala Harris hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức trước cáo buộc trên. Trước đó, Mỹ cũng cáo buộc đài truyền hình Nga can thiệp bầu cử. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cũng thông báo tịch thu 32 tên miền internet bị nghi là một phần của chiến dịch nhằm đảm bảo kết quả bầu cử tổng thống mà Nga mong muốn, song không nêu cụ thể. Các quan chức Mỹ trước đó cho biết, Nga hy vọng ứng viên Cộng hòa Donald Trump sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày công bố lệnh trừng phạt với hai thực thể và 10 cá nhân, trong đó có tổng biên tập RT Margarita Simonyan và cấp phó Elizabeth proskaya cáo buộc họ gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng từng cảnh báo Iran hậu quả về việc can thiệp bầu cử sau khi ông Trump tố Tehran đứng sau vụ tấn công tin tặc vào chiến dịch tranh cử của ông. Tuy nhiên, chính quyền Iran đã phủ nhận việc tấn công chiến dịch tranh cử của ông Trump. Nhiều người gốc Latin, nhóm chiếm 22% cử tri ở bang chiến trường Nevada đã chuyển sang ủng hộ ông Trump vì thất vọng với đảng Dân Chủ. Maria Salinas, chủ quầy nước ép tại thành phố Las Vegas đầu tháng này cho hay, đảng Dân Chủ đã gây quá nhiều thất vọng với cử tri gốc Latin, nhóm ủng hộ truyền thống của họ. Giống nhiều người khác trong khối cử tri quan trọng này, Salinas đã sẵn sàng lần đầu tiên bỏ phiếu cho ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump nhiều người thân của Salinas đã chờ đợi suốt nhiều năm để được chuyển đến Mỹ sinh sống hợp pháp. Cô nói thêm, Đảng Dân Chủ hứa hẹn hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng có gì thay đổi với chúng tôi. Lần này tôi sẽ bầu cho ông Trump xem ông ấy có giúp được gì hay không. Người Mỹ gốc Latin là nhóm dân số lớn thứ hai ở Mỹ và chiếm 22% số cử tri ở Nevada. Một trong bảy bang chiến trường có thể quyết định kết quả bầu cử Tổng thống năm nay. Một số cử tri gốc Latin cho rằng chính quyền Tổng thống Biden là nguyên nhân khiến chi phí sinh hoạt tăng cao, họ cũng bất bình với chính sách nhập cư và quản lý biên giới của chính phủ hiện phó tổng thống mỹ kamala harris và cựu tổng thống donald trump đang thực hiện chiến dịch săn lùng từng nhà để tìm ra những cử tri cuối cùng vẫn chưa đưa ra quyết định theo new york times chiến dịch trên được thực hiện dựa theo nhiều tháng nghiên cứu tỉ mỉ về những người mỹ khó nắm bắt nhất bên trong trụ sở chiến dịch tranh cử của bà harris ở delaware đội ngũ phân tích đã dành 18 tháng để lập danh sách chương trình truyền hình và podcast mà cử tri tại các bang chiến trường hay sử dụng. Đội ngũ của bà gán cho mỗi cử tri ở những bang này điểm từ 0 đến 100 nhằm xác định độ khó tiếp cận và kêu gọi bỏ phiếu từ họ. Phó Tổng thống Harris dẫn trước cựu Tổng thống Trump chỉ 1%, khoảng cách thấp nhất kể từ khi bà chính thức nhận đề cử của Đảng Dân Chủ. Trong các cuộc tham dò khác, tuy bà Harris vẫn dẫn trước, nhưng khoảng cách đã thu hẹp đáng kể trong một cuộc thăm dò do kênh truyền hình Fox News tiến hành, cựu tổng thống Trump thậm chí vượt lên dẫn trước 2% tại các bang chiến trường, các cuộc thăm dò cũng cho những kết quả khác nhau. Theo thăm dò của New York Times, Siena Post, bà Harris chỉ còn dẫn trước ở bang Wisconsin, hai ứng viên có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau tại các bang Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Michigan, trong khi cựu tổng thống Trump dẫn trước tại các bang Georgia và Arizona. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 22 tháng 10 theo giờ Mỹ phát biểu rằng ứng viên Cộng hòa Donald Trump là mối đe dọa với nền dân chủ và cần bị nhốt lại về mặt chính trị. CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Biden phát biểu trong sự kiện tổ chức tại trụ sở Đảng Dân chủ ở New Hampshire rằng nền dân chủ đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và ứng viên Cộng hòa Trump là một mối đe dọa nghiêm trọng. Ông Biden tiếp tục nói với đám đông tham gia sự kiện rằng: "Chúng ta phải nhốt ông ta lại, nhốt ông ta lại về mặt chính trị." nhốt ông ta ở ngoài, đó là những gì chúng ta cần làm. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng nền dân chủ sẽ bị đe dọa nếu cựu tổng thống Trump đánh bại phó tổng thống Kamala Harris. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, những người ủng hộ cựu tổng thống Trump thường hô vang khẩu hiệu nhốt bà ta lại, ám chỉ đến ứng cử viên dân chủ khi đó là cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông Trump không ngăn cản đám đông hô khẩu hiệu đó. Năm nay trong các cuộc vận động tranh cử, những người ủng hộ bà Harris cũng hô khẩu hiệu nhốt ông ta lại, ám chỉ đến ông Trump. Nhóm vận động tranh cử của ông Trump ngay sau đó đã coi phát biểu trên của Tổng thống Biden là sự thừa nhận về việc luôn đàn áp ông Trump. Caroline Levitt, người phát ngôn của chiến dịch Trump tuyên bố, Joe Biden vừa thừa nhận sự thật rằng kế hoạch của ông và bà Kamala ngay từ đầu đã là đàn áp chính trị đối thủ của họ vì họ không thể đánh bại ông ấy một cách công bằng và sòng phẳng. Hiện tại ông Trump và bà Harris đang bám sát nhau trong các cuộc thăm dò dư luận khi chỉ còn 2 tuần nữa là tới ngày bầu cử. Theo kết quả thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos, với biên độ sai số là 2%, cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang duy trì khoảng cách 3 điểm phần trăm dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump trên toàn quốc. Cụ thể là bà Harris giành được 46% số phiếu ủng hộ và ông Trump giành được 43%. Trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của cử tri, cựu Tổng thống Trump dẫn trước đối thủ Harris trong vấn đề nhập cư và kinh tế với khoảng cách lần lượt là 48%, 35% và 46%, 38%. Ngược lại thì đương kim phó tổng thống đang có lợi thế trong việc xử lý các mối đe dọa đối với nền dân chủ cũng như chăm sóc sức khỏe và phá thai với tỷ lệ ủng hộ là 42% so với 35%. Trong khi đó, cuối tuần qua, ông Trump đã lần đầu tiên vượt qua bà Harris trong dự báo bầu cử của The Hill Decision Desk HQ với mô hình cho thấy ứng cử viên đảng Cộng Hòa có 52% cơ hội chiến thắng so với 48% của đối thủ đảng Dân Chủ. Với lợi thế bám đuổi xít sao, cả hai ứng viên đang nhắm tới các cử tri cần giành lợi thế. Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, cả hai ứng cử viên đều tập trung vào nhóm cử tri gốc Latin, những người được cho là có thể xoay chuyển kết quả ở các bang chiến địa như Pennsylvania, Arizona và Nevada. Trong cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng 10, Phó Tổng thống Harris đề xuất kế hoạch tăng gấp đôi số lượng học nghề đã đăng ký, hạ tiêu chuẩn tuyển dụng các vị trí trong cơ quan chính phủ, cũng như cung cấp các khoản vay có thể xóa nợ lên tới 20.000 đô la Mỹ cho một triệu doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, tại cuộc gặp trực tiếp với cử tri gốc Mỹ Latin cùng ngày ở ngoại ô Miami, cựu Tổng thống Trump đã khẳng định các chính sách kinh tế của ông mang lại lợi ích hơn cho cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 22 tháng 10 cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với NBC News rằng bà lo ngại ông Trump sẽ tuyên bố thắng cử trước khi phiếu được kiểm. Theo bà Harris, chiến dịch tranh cử của bà đã chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ cố phá hoại cuộc bầu cử vào tháng 11 song bà hiện tập trung vào việc cố gắng đánh bại ông trước. Khi được hỏi về khả năng ông Trump sẽ cố tuyên bố thắng cử trước khi phiếu được kiểm và trước khi các phương tiện truyền thông dự đoán người chiến thắng, bà Kamala Harris đã bày tỏ lo ngại. Bà Harris nói, có một người, đó là ông Trump, ông ấy đã cố phủ nhận cuộc bầu cử tự do và công bằng, người đã bác bỏ ý nguyện của nhân dân và kích động một đám đông bạo lực tấn công tòa nhà quốc hội Mỹ, làm một số người thiệt mạng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ, đề cập tới vụ tấn công đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thời điểm đó, sau khi thua cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm 2020, ông Trump và các đồng minh đã tìm cách lật ngược kết quả thông qua hàng chục vụ kiện. Cựu Tổng thống cũng gây sức ép với các quan chức ở bang Georgia, trong khi những người ủng hộ ông xông vào điện Capitol hôm mùng 6 tháng 1 năm 2021 nhằm ngăn cản phó tổng thống, khi đó là ông Mike Pence, xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden theo đúng thủ tục tại cuộc đua bầu cử năm nay trong một buổi vận động ở Michigan hồi tháng 9, ông Trump tuyên bố, tôi có thể thua bởi vì họ gian lận, đó là lý do duy nhất khiến chúng ta thua cuộc vì họ đã gian lận. Tại một sự kiện vận động ở bang Georgia, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn từ chối chấp nhận ông đã thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, cho biết ông muốn chiến thắng vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới phải áp đảo đến mức không thể gian lận. Tuy nhiên, ông Trump và các đồng minh đã chuẩn bị cho kịch bản thua cuộc suốt nhiều tháng qua cả hai đảng dự đoán quá trình kiểm phiếu có thể mất vài ngày sau ngày 5 tháng 11. Nếu ông Trump đang trên đà thua cuộc, tốc độ này sẽ tạo cơ hội cho ứng viên đảng Cộng hòa đưa ra các tuyên bố về bầu cử gian lận và cố gắng làm suy yếu lòng tin của công chúng vào các quan chức giám sát bầu cử. Cựu tổng thống có khả năng khuyến khích những người ủng hộ đưa ra lập trường tương tự. Dù chưa thắng cử, ông Trump đe dọa sẽ bỏ tù những người làm công tác bầu cử và các công chức khác vì hành vi vô đạo đức. Thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, họp báo và phỏng vấn, ông trump có thể lan truyền thông điệp trực tiếp đến công chúng mỹ mà không cần chờ bằng chứng hay kết luận